Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVNMPC tổ chức chương trình Thắp sáng những ước mơ, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Lương Tài. Đây là một trong những hoạt động trong tháng tri ân khách hàng của ngành điện, hưởng ứng chương trình Sóng và máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động và hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần năm 2022. EVNMPC hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn 27 tỉnh thành phố phía Bắc, do đó đã luôn thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi phải học trực tuyến, không thể đến lớp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chính vì vậy, thời gian qua, EVNMPC đã dành nguồn lực hỗ trợ hàng chục điểm trường vùng cao tại các tỉnh miền núi phía Bắc như trang bị mới các phòng máy xanh với đầy đủ các thiết bị như máy tính, TV, thiết bị Wi-Fi, trao tặng hàng trăm máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện sơn sửa, cải tạo hệ thống điện, tặng hệ thống đèn năng lượng mặt trời cho các điểm trường nội trú, trao tặng hàng nghìn áo ấm và hàng chục nghìn cuốn vở cho các em học sinh nghèo vượt khó. Được biết, chuyến đi lần này, EVNMPC đã trao tặng 50 suất máy tính bảng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng 3.000 quyển vở có các thông tin về an toàn điện và tiết kiệm điện, 300 áo ấm cho học sinh tại 15 điểm trường trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 415 triệu đồng.